kênh Tâm Chè nha. Rồi, bữa nay là nấu phở các bạn ơi. Đây có xíu quách bò. Có xíu quách bò và chè. Nấu nãy giờ cho mẹ đi làm về các bạn. Đó. Rồi này là có phở. Đây có thịt bò các bạn. Đây có nạm. Đó bây giờ nạm mình để vô đây luôn các bạn. Cho nó chín nghe các bạn. Rồi hồi nó thịt kia mình ăn tái thôi. Đó. Đây là một đống phở quá mặn các bạn ơi. Ôi bà chè. Cho mập ăn nữa mà, wow. Ăn hôm nay có thánh ăn đồ chọc ăn nữa các bạn ơi. Một đống phở luôn. Rau, trà bá, một mâm rau các bạn. Rồi giờ trong khi mình chờ đợi thịt chín đi thì mình giới thiệu các bạn siêu phẩm tại đây. Đó cũng lại là không giờ thân quen. Đây bữa nay video này thì Tâm Chè giao lưu với các bạn là mã số từ 41 cho đến 50 các bạn. Đó như cây này đây. Thì mình quay cho nhanh nha mọi người. Chủ yếu là các bạn qua kênh Mai Phôi Tâm Chè đó. Tâm Chè Mai Phôi đó. Cái này là hoành 14 các bạn. 13 chứ. Chủ yếu là các bạn qua kênh Tâm Chè Mai Phôi đó. Xem sơ rõ hơn, chi tiết hơn nha mọi người. Đó, đây mình giới thiệu sơ sơ thôi các bạn. Đây này, cây này 800 ngàn. Hoành 13 các bạn ơi. Mã số 41 nha. Rồi. Đây. Mã số 42 các bạn. Thì hoành. Hoành đó là cũng 13 luôn. Là 500 ngàn các bạn ơi. Nha. Đó, mã số 42, mã số 43. Này mình quay sơ sơ thôi nha mọi người. Mã số này hoành 23 các bạn. Thì mã số 43, hoành 23. Thì đây Tâm Chè bán cho các bạn 1 triệu bao ship toàn quốc nha mọi người. Đó, cây này thì có bộ đế viết gì ta? Hoành là 15. Đó, mã số 40. 40 mấy? 44. Đó. Thì Tâm Chè bán cho các bạn cái này là 600 ngàn mọi người ạ. Rồi qua đây bà ơi. Mã số 45 thì hoành. Hoành 15 luôn các bạn. Đó Tâm Chè giao lưu với các bạn là 500 ngàn bao ship toàn quốc nha. Ồ cái này giống xù quá các bạn. Đây cái này đây. Mã số thứ 46. Đây là hoành nhiều mọi người. Để coi hoành nhiều nha. Hoành là 18 các bạn ơi nha. Thì Tâm Chè chia sẻ với các bạn là 600k luôn. 600k luôn. À, đây. Bên đây là 47. 47 nha các bạn. Cây 47 nè mọi người. Tâm Chè chia sẻ với các bạn là giá là 800 ngàn bao ship toàn quốc nha mọi người. Đây cây 48 nè các bạn. Đó. 48 thì Tâm Chè chia sẻ với các bạn là cây này là 700 ngàn. Cái gì? 550 hả? 550 mọi người ơi. Gốc đẹp. Ừ, gốc đẹp. Này hoành cũng lớn lắm nha các bạn. Tại mình nãy sơ sơ thôi chứ. Còn gốc 15, 16. Ừ. Tại vì khó để quay quá nè mọi người. Quay hoành tới 18 lần các bạn ơi. Đó. Cây 49. Ồ 49 đẹp quá mọi người. Nên mình quay sơ sơ thôi. Các bạn qua kênh Mai Phôi Tâm Chè, các bạn coi rõ hơn. Đây 18. Thì cây này Tâm Chè bán cho các bạn giá là 800 ngàn mọi người. Nè, dán lông lắc. Rồi cây này qua đây bạn ơi. Cây này đẹp quá. Cái này mã số 50, đây mã số cuối cùng của video này các bạn. Là hoành là 25 mọi người ơi. Gốc đẹp quá. Đo chỗ này ha. Rồi Tâm Chè bán cho các bạn là giá 1 triệu bao ship toàn quốc nha mọi người. Rồi. Với mập đang ngủ. Đây, đang ngủ các bạn. Nấu phở đang ngủ luôn á. Vậy là xong rồi các bạn ơi. Mình giới thiệu mấy cây mai từ cây số 41 đến cây số 50 xong rồi mọi người. Thôi giờ mình ăn đi. Thánh ăn đồng chào, chào tất cả các bạn. Thánh ăn đồng chào. Hey, chào cả nhà nha. Cô đang ăn gì vậy? Này ăn phở. Phở ăn phở. Giờ con rau chứ đi. Lấy rau đi. Còn như là tôi xửng mà. Rau đó một mâm đó muốn làm gì không làm. Mới ngủ được vậy có mà ngồi ăn liền luôn. Mình ăn giáo ít rồi cả nhà ơi. Nãy giờ kêu ông đi xin đồ, xin cơm chay rồi, không có cơm chay rồi ông ăn phở, phở bò luôn mà. Nay tính gặp lớn. Cái gì ông ăn gì phải? Nay gặp lớn tính đi ăn chay nhà cả nhà mà xin hôm qua. Ông Chè không cho nhà ơi. Thôi ông ấy được nhiêu đó hả? Chỉ ăn phở thôi. Trời đất ơi, thôi các bạn ơi, vậy còn mình như mình mừng luôn các bạn ơi. Không mừng hết luôn nha mọi người. Mừng hết luôn đi. Nghe các bạn. Thôi, làm luôn. Bây giờ mình gấp phở ở nhà. Mua phở đi. Chắc hết mâm luôn đi. Ông ăn nhiều còn như tôi xử hết trơn à. Dễ lắm. Ông ăn nhiều còn như tôi xử hết trơn. Ông cứ ăn nè. Cái hả ông mập. Này ăn như này thôi cả nhà ơi. Thôi vậy còn nhiều tôi dễ lắm. Tôi là giác ót. Này dưới thịt là cả nhà, giờ không gà mình ăn mì không à. Chăm mì dễ đi. Này tới bữa ông ăn mì ông nói sao đó. Ông ăn mì ông ăn nắm vỗ ăn mồi không nổi rồi. Để các nhà chửi tôi thôi là chửi.
chứ bữa đó mới ăn dỗ về ăn thịt thịt ngán quá cả nhà. Thành ra mình nhường cho ông về ông ăn. Ông ở nhường mà không nổi nhưng mà nhường. Nhưng mà đâu mình mới đi ăn dỗ về thôi chửi thôi là chửi luôn chứ. À, không nổi nữa cả nhà ơi. Thôi giờ dẹp đi. Dạ ơi giờ thịt bò nè đó trọng ông ăn hết dĩa không ông mập. Thôi luôn. Chứ mình trọng trước rồi các bạn chứ để chế nước cái nó không chín mọi người. Mình trong sơ trước cái cho hết ăn đầu chọc cái đi. Thấy các bạn nói trời ơi sao tao chạy dành ăn hả? Đang nãy ông ăn đó chứ dành ăn gì các bạn. Ồ nhóc bên trời mọi người ơi. Ồ ông làm đũa nữa đi. Rồi tôi ăn cái dĩa. Ăn tô trắng là ăn ăn nguyên cái dĩa luôn á nha. Ăn nguyên cái dĩa luôn á. Đây ông mập ơi đó, rồi ngồi mình chế nước vô các bạn. Thôi tôm chè. Như đây thôi nói chung là tôm chè đâu có gì đâu. Trời ơi con cháu nó ăn được mừng các bạn. Dành ăn thì uống gì mà. Các bạn chửi thì thôi luôn. Đây cầu cho con cháu nó ăn. Đó. Đây các bạn nghe. Rồi dùm chè vô đây được rồi. Rồi. Giờ chế nước vô à, được rồi đó. Rồi giờ chế nước vô sôi lên. Thôi. Ăn rau đi. Ông ăn rau không mập? Đó, có rồi nè. Rồi hả? Rồi tôi làm hết luôn. Tôi làm bao bao xô mà. Chanh rồi. Rồi chanh thì sao? Tới nước súp. Tới màn chế nước. Đây mà chế nước tắt bếp. Ở chỗ nào đủ nước thì kêu nghe bọn. Rồi. À, à tôi chín thịt không? Nhúc nhét thịt vô. Nhúng à, đây xương nè, gấp xương. Năm chục cái quách cạp đi. Tới ông chè các bạn ơi. Đây, đó. Chè là chủ yếu rau thôi mọi người. Ơ quên anh nạm nãy nhiều lắm. Trời ơi nạm nhóc có trời mập luôn. Bạn ơi, quá cỡ rồi. Quá cỡ rồi các bạn ơi, đâu. Còn nó coi sao. Hai ông Thánh nè. Ô cái thao của ông mập. Ừ. Ông ăn rau ít mà. Rau xíu vậy. Có nhiều. Là ít rau thôi. Rồi ăn với tôm, khỏi với tôm các bạn ơi, hơi chanh vô. Rồi ăn tôm vô. Rồi thôi giờ mời cả nhà đồng bắt đầu dùng phở với mình nha. Rồi mời cả nhà nha. Nó ngủ thức dậy mà có tô phở ăn vậy đã quá luôn. Nó ngủ vậy kêu ông đi xin gì? Kêu ông đi xin là cơm chay à? Cơm chay. Ông thức dậy rồi có phở với bò luôn. Đi chủ đề đi xin cơm chay không các bạn? Đã quá, mời mọi người nha. Nó đang quá duyên cầm chai mà không có nhà ơi. Vô cái tướng gì vô xin này cho. Đã. Ngon quá mọi người. Có cục xương nè các bạn, hai cọng giáo hai cọng. Rồi mời cả nhà nha. Bà chè bà nấu cho ngọt. Có tỉ không á. Ngon thơm. Cái quán đâu không kêu đâu cứ ăn vậy các bạn. Ngon. Dạ. Bán được mấy con gà ổ muối rồi các bạn. Gửi cho các bạn đi. Bạn nào gần Tô Châu á thì gửi Tô Châu, bạn nào gần xe Quỳnh Đạt thì gửi Quỳnh Đạt. Rồi bạn nào gần Phú Vĩnh Long thì gửi xe Phú Vĩnh Long. Rồi bạn nào xa thì gửi dí em tay luôn các bạn. Bỏ vô thùng mút. Bỏ vô thùng mút đó các bạn. Rồi nhà mấy bò nha. Bỏ vô thùng mút cái mình đổ nước đá vô. Quấn chặt. Gửi dí em tay luôn. Gà ổ muối. Gà ổ muối Thái Nguyên. Bữa Thánh ăn cái tàu ăn hai con. Ngon quá. Hết lạc chút rồi. Cái thức tương thêm. Cái ngọt đó thì được rồi, nhưng mà cái mặn thì chưa có. Chứ bạn không họ làm miếng. Lâu lắm không được phở các bạn. À, bạn nào này muốn liên hệ Tâm Chè thì cứ gọi trên số Zalo Tâm Chè để trên màn hình đó nghe các bạn. Đó. Tâm Chè, ví dụ như bạn nào gần Tô Châu thì gửi Tô Châu cho nhanh. Thank you.
gửi từ là Đồng Nai thôi các bạn, trở về các tỉnh Cà Mau tới cái tỉnh Tây Nam Bộ. Gà nha, rồi may thì xếp toàn quốc mọi người, không sợ hư. Sẽ ăn gà nặng với phở không ạ? Ừ. Ăn phở gà, phở gà uống muối. Ừ, mời mọi người nha. Nãy là hơi bị chua. Đó, nặng canh hơi chua. Mời mọi người nghe ăn miếng nạm nha. Rồi, mời mọi người đũa nha. Bò, bò tái càng nó ngon các bạn. Nám chèm cầm rồi. Ngon lắm chứ bộ. Mời cả nhà nha. Thôi mình gửi đũa với cái giá này nha cả nhà. Đây, mời cả nhà nha. Ông hấp lần thấy ớt, ông bưng cái thao rồi. Thế là mình muốn gì? Một thao phở rồi cả nhà. Rồi, mời cả nhà đũa phở nha. Ôi, còn có 2 tô nữa các bạn. Đó bạn. Chưa no mọi người ơi. No rồi, hết đó đi. Rồi con con gà đó kìa. Gà ổ muối tái nguyên. Nguyên con nha các bạn. Hơn ký 240.000. Hai con thì tâm trẻ bao ship nha mọi người. Hai người ăn mà nhỏ nằm ngủ luôn. Dưới rồi cả nhà ơi. Không trắng. Hai ông lùa luôn. Xong luôn mọi người. Mấy cái bạn 240.000 con các bạn. Đó, một con thì các hai con thì tâm trẻ bao ship luôn nha mọi người. Đó, tâm trẻ ship từ Đồng Nai tới về miền Tây rồi các bạn ơi. Mới mốt nghiên cứu cách ship. Nghiên cứu cách ship tại vì hàng lạnh đó các bạn. Mình gửi đi hơi căng, hơi khó. Thì bạn ra mình phải nghiên cứu nghe mọi người. Chưa bấm. Rồi, rồi mai thì mình vô tư các bạn, mai thì mình muốn ship tiền lẻ bao lâu cũng được ha. Mai này cứ vô tư thôi. Cây đẹp đó nha. Cây đẹp đẹp chứ cũng có 800 chứ nhiều. Đẹp đẹp chứ cũng có 800 chứ nhiều các bạn. Đó, hết hả mập. Rồi, thôi vậy cảm ơn các bạn đã xem về Vĩnh Long và Thánh Lan Đầu Chọc. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Chào cả nhà. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tâm Chè Vĩnh Long cũng như kênh Tâm Chè Mai Phô nha mọi người. Bye bye, hẹn video lần sau. Chào cả nhà.